Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 14 tháng 10, 2023, kênh cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên để bà con mình tham khảo nha. Giá hôm nay cụ thể như sau. Tại khu vực miền Tây, ri 6 hàng đẹp dao động từ 75.000 tới 80.000 đồng. Ri 6 muso từ 65 tới 70.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp dao động từ 85 tới 89.000 đồng. Sầu riêng Thái muso từ 75.000 tới 80.000. Giá sầu riêng tại khu vực miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 73 tới 78.000 đồng một ký. Ri 6 muso từ 60 tới 65.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 83.000 tới 88.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái muso từ 74.000 tới 79.000 đồng một ký. Giá sầu riêng tại Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 73.000 tới 78.000. Ri 6 muso từ 60 tới 65.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 83 tới 88.000. Sầu riêng Thái muso từ 74 tới 79.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.